co cái chân á, ngồi xuống nó nè, ngồi xổm. Không, thì thử đi. Đó, tới đó thôi. Rồi chị đứng lên, rồi ngồi xuống nữa. Rồi, chị tới đó thôi. Dạ, 23 tuổi tôi đã bước lên thềm, nghĩa là không bước nổi do lưng và kiểu các khớp gối này nó không có tốt. Bám lên cái bậc thềm là khoảng 35cm thôi, thì là phải víu vào cái cột. Do sau một trận kiểu như là cảm lao động nặng quá, bị cảm đấy. Thế xong rồi tôi được kiểu như là tiêm kiểu như phóng bế lô vô kỳ đấy, vào trong cái hàng sau lưng với thủy châm B12. Thì nó đỡ một thời gian. Sau khoảng 3 năm lại bị như thế thì tôi có đi châm cứu một thời gian khỏi. Nhưng mà cái thời kỳ sau năm 82 đấy, từ năm 77 đến năm 82 nó bị một trận rất là nặng, nghĩa là ngồi, Việt Nam mình đâu có toilet gì ở đây, ngồi không ngồi được, không ngồi xổm được. Gần ngã coi như đi cầu đấy, gần như là ngã ngửa đấy. Thế xong rồi châm cứu thủy châm thì đỡ được khoảng mấy năm, xong lại bị tăng nữa. Sau năm 89 ấy là đi vượt biên đấy, là ở trong trại cấm ấy, thì là bị một trận cũng như thế luôn. Xong rồi được ở trong đấy có một cô, không biết cô bác sĩ y sĩ, cô cũng đi vượt biên ấy, thế là cô châm cứu cho một thời gian, thế lại khỏi được khoảng đến năm 95 thì sang Úc lại bị một tăng nữa, nghĩa là không ngồi được, mà kiểu cúi không cúi được, bước không bước được, kiểu đơ ra. Thì tôi lại tìm đến châm cứu, thì tôi lại khỏi châm cứu, rồi là xoa bóp bấm huyệt đại loại như thế lại khỏi. Đến năm 90 mấy năm về đây ấy, cách đây là khoảng 2-3 năm ấy, là tôi cũng lại bị, lại tê tay rồi vòng lên, rồi là đau lưng, rồi nói chung cái khớp này thì thỉnh thoảng nó vẫn cứ bị, chứ không phải là không có rời. Mấy năm về trước đây thì tôi lại ở bên Anh Quốc này, tôi lại có tôi lại sau một trận Tết tôi làm nhiều quá, tôi thích gói bánh, tôi gói bánh trưng lên nghìn cái luôn, thế là tay bắt đầu tê cứng. Tôi lại nhờ coi như là người ta coi như là châm cứu, lại may quá lại gặp một chú ở bên Tiệp, chú sang, chú là y sĩ ở Việt Nam, lại châm cứu cho. Rồi liên tục tôi châm cứu trong mấy tháng, như kiểu như mấy một năm nay tôi không có dùng đến châm cứu thủy châm, rồi không có xoa bóp bấm huyệt các thứ, thì đã bắt đầu cách đây hơn một tháng thì cái chân này nó lại đơ ra, xong rồi nó lại cài nhắc cài nhắc rồi thì cũng uống thuốc rồi xoa bóp rồi thì nó cũng đỡ rồi, đã đỡ rồi, chứ không hôm nay không có đi nó cũng không tập khiến mấy nó chưa có không thì không có cái cảm giác của thầy làm cái món này nó có tác dụng luôn không đã. Thế là cái kiểu này là món thầy không phê bằng thầy không phê tại vì nó hay đau ở cái chỗ này. Thì đó, bây giờ hai cái chỗ này rất là có tác dụng, cái này nóng luôn ở cái hai bên đó. Đã này tôi về tôi làm cho bà chắc cũng làm có sao lỗi. Tức là sau khi ép chân xong á, rồi gọi là khóa cái van, gọi là cái này là mở van, rồi đấy từ thay chưa chưa thấy chưa thấy trường nó ok nhá, trường đã bảo vệ cái là ok, người thân xanh nhìn hết rồi, vâng thì trường đã hết luôn, không có được thì có được sao rồi mà chị vâng, qua đây, xong rồi. Vâng, chị tự lấy cái thầy kéo. Em vô nè. Rồi, chị em tự vô.
không bớt. Em vô. Rồi, ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi kéo ra, đi vào giữ anh nha. Rồi, đưa vô, thở ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bắt đầu 10 cái này mới ai cái là làm gì. Có cái gì cho chị mình hết đó cái nào. Hít vô nha, giờ thở ra. Kéo vô từ từ. Kéo hít thể có thể. Ok. Thở ra. Yeah. Hít vô. Thở ra. Bắt đầu. Ra một tí. Ok. Hít vô, thở ra nè, chị kéo phụ em vô. Kéo chân. Chờ nè. Ở bên đây thì lạnh thấy chưa? Mà đây vẫn còn nóng nè. Đây là rồi, thử coi. Thấy chưa? Dạ. Đó, thay ra chồm tiếp ở cái vùng dưới đây. Đây cho nó hết cái nóng cái chỗ đường gối vậy đó. Đó, đúng rồi. Chồm tiếp ở đây, rồi chút chồm ở đây cái, rồi chút xíu chồm ở đây cái, cũng đủ sức rồi bắt đầu quay về. Nè, tại vì nó vẫn còn viêm ở trong cái khối. Thì mình phải giải quyết cái viêm. Còn thịt này á, cái này là biến sao không không được ngồi không được xuống ăn chậu. Rồi được rồi, bây giờ quay chân. Quay vô, quay hai chân. Đó, đúng rồi, quay đều. Nhẹ nhẹ từ từ. Đã lỏng nha. Sung sướng dễ sợ. Mềm. Chị đừng gượng em quay nha chị. Đó, đi ngồi khá rồi đó. Chăm. Rồi, ngồi xuống. Ngồi tiếp. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.